chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Hương Nạ Non nha. Xin chào cả nhà. Nãy là giờ hôm trước nha, giờ cũng lâu rồi. Hương Cù Lao có quay một clip là giờ heo nấu giả cầy, rồi hôm đó thì không có ngoại, cái nghe ngoại nói là trời ơi tao coi lên tôi thấy ôm thèm. Thấy ngoại nói thấy thương quá rồi cũng mua để nha, chiều nay mình nấu cái món giả cầy rồi cho ngoại ăn rồi cả nhóm ăn luôn. Thấy sẵn cơ thanh thanh giò thanh thanh vậy nè. Rồi cái da trong veo đó là thấy không? Thui với mày. Da nó trong. Dạ này mình biết cái gì quay mấy cái đồ đó. Để mình nấu con cua xay này để mình làm thèm. Heo mà mình thui á cái da nó mới ngon. Dạ, nó nhậm nha. À, nó châm cái da, mấy da săn lại cái nó cái da mình cắn là sạch sạch. Ngon vậy nó giòn. Bây giờ theo hiện đại giờ cả nhà thì có cái cây này thui nó khỏe. Chứ hồi đó mình phải đốt lửa và mình thui. Mình thui cái trời nó nóng nó mặt màng. Giờ có cây này tiện. À cây này tiện. Thui gà thui thui rơm thui ăn mấy lá dừa đậu này kia đó rồi đó mình thui là cái gà chọc nó 3 kg thui bữa kìa. Mà mình mua cây giờ chưa có thui gà phải không? Có không? Mỏm thui gà ở đây nè. Ờ à, thui rồi hả? Mạng gà đó chắc cũng hơi nhỏ, chắc chèo che cái gì. Mấy quên thì thui lại đi. Thôi đưa lại con lửa chút đi. Có chứ chợ đó. Trăm mấy? Trăm ba. Bữa hổm mua cây cả nhà. Thui con gà một rồi về hư luôn. Ở đây thì Út cũng lọc thêm trái dừa. Nấu cái món da cầy nè thì mình phải có nước cốt dừa nè cô chú anh chị. Thì cốt dừa mình làm tẩm tương á. Cá này ăn tương không được. Cái này dừa này nè, con biết gì đó. Ở bên nước đó. Ổng ăn nước nhưng mà nó khô rồi được rồi. Đi ra vườn cá mập nè. Dừa, ở vườn thì bao la luôn. Đi ra vườn cá vậy đó. Mình thui cái này nè, cũng không có cho lửa lớn quá. Nếu mà lửa lớn quá nó cũng bị áp nữa, chứ còn tăng ga lên như lắm. Lên phù phù á. Phù lên cái nó có cái mùi này nha. À, cái mùi đây rồi thơm rồi đó. Giò heo này thì Út về cũng cạo lông sẵn rồi cô chú anh chị. Mình cạo sạch rồi mình cũng để cho nó ráo á. Hồi nó vàng nha, cạo ra nó vàng hết. Mình chà xả ha. À. Nó vàng, vàng ngon á. Đâu có hỏng nào làm tổng tương cả nhà. Lên không có ông chuyện gì làm cho ngồi thấy cũng mắc cỡ quá giờ gan động họng.
thấy có bông xài nữa kìa. Vậy hả? Vậy là bông xài nãy vú thấy rồi, vú nó nghi nghi chắc đem lên ẩn đọt nữa hay gì đây nè. Còn kèm nữa là muối là cái gì vậy? Ừ, thấy vú đang đậu phộng thì cũng đọt. Cái này phải có người có cầm xuống thương lại này, tại cái mình có cái cọng dây điện cho mình thương cái nó phải rút rồi tối tác nó hai điện hai có chèo thôi chèo lý điện à. Xong rồi phải rút béo lại kìa nè ha. Mấy trái nó khô à? Khô rồi. Nó khô mà nó cũng chưa lát nước đó. Không, cũng... nhưng mà vừa này làm cạo cơm dẹp là ngon nhất. Mình lấy nước mình nấu rồi đó. Ở đây thì Út sẽ cắt thêm một mớ quế. Chút xíu mình sẽ ăn mình trộn gà, ố mình trộn gỏi chứ. À, mà hồi mình sẽ bào một cây chuối cây cả nhà. Ở nơi còn bé gặt cây chuối nữa. Mình sẽ bào một cây chuối cây để mình nhúng với cái nước giả cày của mình á. Rất là ngon luôn. Cắt mới ngon thơm. Cắt ngang lại rồi này rồi vô mình lặt. Quế này thì nó thấy bao nhiêu ăn cũng hết thơm. Dễ không? Dạ. Yeah. Mình cắt mới với cáo được. Cái cá của mình phải cắt ra cho nó lên cái mới. Bây giờ mình dạ, lấy đồng đoạn massage nha. Massage nó cây. Cái này già với xả luôn vậy. Chà thả nó cũng thơm. Cái thơm. Đồ đen. Vậy đó, mình chà ra là nó trắng tê, nó vàng thật luôn á. Nó để gì vàng vậy nó nấu lên nó trong veo ha. Ừ, nó trong cái miếng da là nó trong ngon dữ lắm. Ừ, nó lạ. Ừ. Mà nếu mà cái da giòn heo này nha, cái mà con không thui đấy ha, là tự nhiên con chặt đi nấu ăn lắm nha. Dạ. Không có ngon. Nấu xăng. Nấu xăng cái miếng da không có giòn. Không giòn. Thì thui vậy nè. Rồi nó mới giòn. Thì nó vàng. Cái món này thì gia đình Nam cũng nấu lần này nữa là lần thứ ba, thứ tư vậy. Nhưng mà làm bên Hương Cù Lao đó. Cái hương mà non ngày mới nấu lại nha, cô chú anh chị. Nam thấy thì nó cũng ngon, cũng nhiều cô chú anh chị thích lắm. Thì cũng có nhiều phản hồi là gia đình nấu xong rồi á, thì cũng có nhiều cô chú anh chị để nấu theo á. Cái mấy món này chung ra nấu ăn ngon thì... cái giò heo á nó vừa thịt á với răng á cái mình xào xà lăn nó giòn á nó hắn ngán á kìa. Ừ. Nếu mình mua cái giò heo về mà nếu mà mình hầm rồi cái ăn ngán á. Ừ. Ăn ngon mấy cục đầu Út. Nó được sao là ngán. Anh thấy thì giò heo này một tí nó cũng rẻ thôi chú chị, không có mắc. Mình mua ví dụ gia đình mình cỡ 6 người là mình mua 2 cái giò heo là ăn vừa.
nhưng mà mua là phải mua cái giò trước nha, giò trước mới ngon nha. Bữa hôm anh mua hả, anh đâu mua đâu có biết là giò trước giò sau, chị cưng xuống dưới kêu mua hai cái giò trước. Anh đâu biết giờ trước là bà kia, bởi vì thường thường là mua cái chảo mối thì nó hết rồi. Là bà kia nó hỏi cô có bán hai giờ trước không? mà nguyên cái bóp luôn giờ trước luôn nha. Có. Cái mua về chị cưng mới hai giờ sau. Bởi vì người ta mua mình lại mua người ta bán rồi, chứ người ta đâu nghĩ gì đâu. Mình đâu có biết đâu. Là giờ trước là nó thịt nhiều hơn hay gì? Giờ trước thịt có nhiều mới nó ngon hơn, còn cái giờ sau mình nó mỡ nhiều. Ở đây thì mẹ Nam có nạo ít dừa nè cô chú anh chị. Cái này tí xíu mình sẽ dắt ra nha. Mình dắt ra xong rồi mình sẽ nấu. Dắt ra mình lấy cái cốt kẹo á cả nhà, mình sẽ làm tấm tương. Tấm tương đó để ngồi nữa mình nấu, giò heo nó mềm mà cái mình ăn đó mình chấm. Còn cái dảo thì mình để vô trong cái chảo mình nấu chung luôn á. Tấm tương có nước cốt không ngon. Ở đây có bà bác với bà mẹ tiếp tục mà mình gọt. Gọt lầm muốn mà mứt nữa. Ăn trong chừng gì chứ ngon. Dạ. Ủa mẹ không có đem lên cho bà bác miếng nào sao? Có. À dạ. Hôm qua mẹ cô gửi về, cô tiểu tâm về. Chị có ăn không? Có. Chị đi. Chị ăn đi. Chắc là để tu lạnh không có tu nhà nữa. Ăn cơm xong ăn vài miếng chắc miệng nó giòn miệng. Mà nó ngọt ngon lắm. Dạ. Một lần đi bên bển nhà chị Tư á, đám dỗ các cháu cũng ăn cái này nè, trái nhỏ nhỏ giòn ngon. Trái nhỏ mình tách hai tách ba. Mình ở nhà mình làm bằng đường phèn á. Chứ nếu mà nói hơn nói thì kiểu cũng tí xấu, nhưng mà thường thường người ta bán ngoài ta làm bằng đường diêm không cô chú anh chị. Mình ăn đâu ngon, ăn ngọt ngon. Dạ. Bây giờ mình sẽ ớp mình nấu nha cả nhà. Mình cho vô đây nửa bịch ngũ vị hương, nửa bịch thôi nha. Ngũ vị hương mình ớp nhiều quá nó có cái mùi khó ăn lắm cả nhà. Cho vô nửa bịch kaji. Cho vô đây ớp này là hạt dầu điều mình có khử sẵn rồi cả nhà. Mình để cái hạt dầu điều này vô cái màu nó đẹp. Đây là tương hộp, mình nấu thì mình nên nấu tương hộp nha. Mình cho hơi phân nửa thôi. Nhiều quá nó sợ nó mặn á. Còn đây là gia vị, miếng bột ngọt, đường với ít hạt điêm thôi, tại tương thì nó có vị mặn sẵn rồi. Cho vô đây ít tỏi thơm. Mình sẽ trộn đây. Mình trộn lên cho nó thấm. Mình để 30 phút vậy đó, mình sẽ xào. Món này nấu tầy cả nửa tiếng không? Có tí. Không chị dữ vậy. Không mà giờ heo giờ nó cũng heo. Mình chậm lửa được nhiều quá, cũng heo chín. Nãy giờ mua chi tiết cốm thì đỡ được. Cái nhà mà hầm gì đó mà nhưng mà nó hơi cứng quá, lâu kiểu mà nó lâu mềm á. Cái nhà mình lấy khóm á, về dắt mà dắt ít thôi nha, dắt nhiều là nó ghiệu luôn á. Bởi vì bữa hổm nhóm có làm lần rồi, dắt hơi nhiều cái nó hơi mềm mới ghiệu. Chắc ít thôi là mà kêu mang món gì mà nó ghiệu. Súp cua. Bò kho. Dắt hơi nhiều cái nó mềm mà mình không kịp. Mình nó giả tết à. Em ăn cái bữa chân nha. Ở đây thì mẹ Nam đang sắc cái chuối nè. Chuối thì ở đây mẹ Nam có chuẩn bị là thăm chanh với một thau nước lạnh. Đây là thau lạnh, bên đây là thăm chanh. Bắt để đây cho nó ra cái nước mũ để mình cho nó qua pha nước chanh cho nó trắng. Ở dưới mạ non á thì Hương nấu cũng đủ sắc. Cái đấy nhớ là cù lao. Còn lên mạ non thì mình quán đổi nè nè. Hương sẽ tạo cái chuối. Nói chung là ở tiểu với Hương là 50-50 cả nhà. Cũng không ai tệ hơn ai. Hai chị em giống nhau. Có điều thì giỏi nói chung á thì giỏi hơn mấy cô chú chị khác thì không dám nói. Nhưng mà so sánh là Hương giúp Liễu là cũng ngang nhau. Giờ mình sẽ xào như thế này, mình cho nó tỏi thơm vô. Đây nè, cái khối nãy mình ớt cũng ngon. Ngon hết đó nè. Mỗi khi nhóm ra thì có con của anh Tèo với con có 3 tiếng lên chơi. Mình
cũng chuẩn bị hơi nhiều cho mấy cái cháu những cái ăn luôn. Bữa nay con cây tèo thì nó đi vô ngoại đi về, còn con hai chiến thì giữ nhà. Thế vậy chứ em hỏi nó tan lại á, phải hạt nó tan lại. Mà dở cơm theo nhé, rồi dắt đi một cái ăn tới luôn bụng tới luôn. Hương cũng có xào miếng tương rồi cả nhà, mình xào cho nó sâu lên vậy nè, mình làm tẩm tương á, cho miếng sả, sả với ớt, mình để thích ăn sả nhiều thì mình để nhiều cả nhà, sả nhiều ăn nó thơm, mình cho miếng gia vị đi. Đường với bột ngọt, tương nó mặn, mình cũng để muối, tương nó đỏ này ngon á. Chở ra gần nhà mình có cái tiệm bán tương này, đỏ mình chở bán đen. Này là nước cốt kẹo nè, Hương sẽ cho đi. Chừng nào mình ăn mình sẽ để đậu phộng vô. Ba cái dừa. Cái này là chấm cái dừa cũng ngon, rau luộc cũng ngon, mà bắp chuối nha cũng ngon. Rau thơm, gỏi cuốn. Gỏi cuốn thì không có xả. Không hiểu làm mà ăn gỏi cuốn thì không hiểu cả. Chấm ngon. Ngon ngon, con không bằng cái món bên của đây đâu. Có cái món đó mới có cái món này á. Ở anh làm thợ gì vậy? Em phải chặt dừa cho anh chứ. Quen. Nó nữa nè. Bữa nay em cũng mua mấy cái giò ngon không? Thật cái da. Mua ba cái. Cái giò nó cũng hơi nhỏ đó, mình chặt nó xanh á. Mình nấu cho nó bung. Chặt cái tối nè. Về nó cứng cãi rồi. Nó không có nó sập ở đây nè anh Trần. Thôi. Nó cứng cãi mình chặt vô chân chặt nó nổi. Vậy nước nó mới ngọt. Để này nè. Bò về nè, kho là hết sảy rồi. Em đọc. Ừ. Không vô à? Vô vậy à? Không phải đâu, phải vừa miếng. Cái đầu ra. Hút lên tao mà mập gì đốt nhang rồi lên. Nó gà vô chuồng. Thử lần phút hả? Mà hai à? Điện thoại có ngập. Ngập cái này. Bên đây nè. Nút chuông. Chắc này chắc ghệ gọi quá. Ghệ gọi gặp ơi. Gặp ơi. Gọi nó đi, nó đi. Thì em yêu gì, em yêu ngồi đây rồi, em yêu nào nữa. Dám luôn em yêu luôn. Còn đây là cái phần nước cốt nhị nè cả nhà. Nãy nước cốt đặt thì chị Hương đổ vô trong thẩm tương này. Mình cho lợn xả vô đi cho nó thơm. Alo. Sau lên dài dạo là mình ăn được. Dài heo này nó cũng nhỏ. Em đợi chút nha. Bữa nay 110 kg nó gửi đi rồi mai lấy được thì cũng mất một chuyện lúc này nè. Hôm qua mười, hôm qua bữa với ngày hôm qua mười lọc nữa. Ngày kia. Giờ heo thì nó cũng chín rồi đó nha. Nãy Hương cũng có cho cà gót vô. Giờ Hương sẽ múc luôn. Rồi trước ngon quá ha, còn da với thịt. Với gân ấy. Cái giò sao á, con biết không, nó có cái cục gu á, cái kiểu như chỗ cái nhượng đó đó. Cái cục đó nguyên một cục xương với mỡ luôn à. Cái giò trước á nó ngon hơn. Bởi vì giò trước á, thường thường người ta bán hay hết sớm. Mập ơi, lại bưng cho em. Củ hành mình để vô nó múc ra liền luôn. Tại vì hồi nãy mình còn không biết ra nữa. Thấy gì trên nấu bây giờ có gần 2 tiếng đó em.
lâu. Mập có thích món này không ta? Thích hả? Mấy cái thành cho anh Mập thích lắm, anh Mập tốt. Nghiêng anh, nghiêng trở về bên đây chút. Thêm miếng nước nữa được ha. Nước hồi mình chấm cái chú cây á, rồi ăn. Vậy đó, cô bỏ ra rồi. Đâu đúng, mâm nè, thịt nè, thịt dạ. Con ăn khoái dây xương à, rồi mà cái nhà ăn cơm luôn. Nhưng mà cái nhà mình ăn giò heo xào lăng với nhóm nha, thì heo da cày chứ. Mà cái nhà ăn cơm tối với gia đình mà non nha. Rồi mời cả nhà ăn bún nha với giò heo xào lăng. Mời cả nhà ăn bún giò heo xào lăng nè, ngon dữ ha. Ăn béo kèo ơn. Lớp lên nó chợt, khóc luôn. Em ăn cái dụm chấm cái nước chấm tẩm tương của nó bắt nhau luôn ha. Cái này không? Chị Hương gấp không? Gấp không? Cái bà quý bà này. Bây giờ là bạc chấm. Anh không chấm tẩm tương hả? Anh Mập chấm miếng cẩm tương nữa mới ngon. Ủa anh Mập có chén gì vậy nào không? Ừ. Có đây. Giò heo này mua 1 ký nhiêu? Mua 1 ký 75 ngàn. Giờ trước, còn giờ sau thì nó rẻ hơn. Rẻ hơn. Giờ sau 65 hay 70 vậy? Bất kêu bên đây cho anh Mặn dễ lên một cái 75 nghìn thì ăn cũng được ha cô chú anh chị. Bây giờ mình thế này có rau, có chú cây sẵn, chỉ mua giò heo, rồi xuống tiền một ít bún thôi. Vừa cơ, vừa khô, vừa chấm dễ đó nha. Mày muốn bao nhiêu nó? Được. Được, 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 được. Ngoại nội của nó, ai cũng lớn tuổi này nó mềm mềm. Cứng là thua nha, ăn được. Cường là nó cứng, anh ăn cũng được, nó răng của ổng nhai nó lởm chởm. Yếu rồi mà. Rồi ghém nguyên đại đi kia. Nó ghém bào mỏng. Giọt. Còn ngoài là cái thanh đi. Ừ, cầm bài vô. Bữa nói xem thèm mà ta làm cái thanh rồi. Cầm bài mẹ con nó bự quá. Có giấy kìa. Ê cầm bài đi chị. Dưới coi dưới thèm cái nào. Thằng cái phanh á. Thèm cái thanh nè, cái phanh đi. Cái phanh cho mẹ. Cái phanh nào lên chín cái phanh chân. Đây này mấy cái phanh nè. Phanh gì mấy phanh. Phanh khúc dưới đó, cầm dưới. Trời. Nóng. Có sọc. Nó nó. Đây, cái này ngon nè. Cho mẹ nè. Món này thì mình chặt khoanh bự bự nó mới ngon. Để con kiếm cho bắp năm phần chặt nhỏ quá nó không ngon. Bắp năm đây có nè. Bắp năm thịt đi. Mà mềm ngon quá không? Lấy tủ thì ăn cái đùi dưới nó chặt thân chặt nổi. Thấy cũng mềm đúng chứ. Để miếng rau vô nè. Mình sẽ chan nước thôi. Phải múc một cục thịt chứ. Cái món này ngon quá, mình nấu hoài ăn đi ta. Nói chung món này cũng rẻ đó chú anh chị. Mình nếu mà gia đình mình 6 người chắc tốn cả 200 ngàn. Ừ, khóc rồi. Mình mua một cái giò heo là đủ rồi. À. Còn đây là gì nấu hai ba gia đình mình ăn với nấu có dư dư rồi mấy đứa nhỏ nữa. Ra mua hai ba cái. Này là
gia đình là cộng hơi hết đâu chừng 15 người. Chiều nay thì cũng tính nấu cho mấy bé lên ăn nữa mà rốt cuộc đi ngoại rồi cũng nấu mà luôn. Cả nhà mình có nấu món này thì sắc chuối cây nha. Mình đốn cái chuối cây nó hơi bự bự chút, cái mình bỏ cái vỏ ngoài mình lấy cái lỗi trong á. Nó non nhiều, mình bào mỏng vậy nè. Nó rất là ngon. Chuối cây là nó ngon hơn bắp chuối nha cả nhà. Chuối thì ăn không bằng đâu nha. Chuối cây là ngon nhất. Mà không chấm cắm tường hả? Chấm. Dạ. Ngon quá cả nhà ơi. Phẩm quay clip cũng nấu giò heo nhà bữa đó mắt không chịu không lên được. Cái bắt đi quy coi đó, trời ơi, thấy giò heo gì mà thanh thanh mà cái da nó trong veo, thấy thèm. Lúc rồi nó bỏ cái gì đó, quay cái gì phải không? Lúc nào quay cái gì đó thấy thì thèm. Như món này chắc thấy thèm nữa rồi đó. Bữa nào có về bản thì nấu cho ba chứ. Bà hổng chắc bắt làm gái gì nhờ đi đi theo cho mày quay làm gái gì ép ăn gì đỡ. Mình ăn coi chị cho mình ăn nó ăn đông gì đó, lấy cái thuộc da rồi đâu ăn vui hả bác? Vui theo bữa nay món này có cơm ăn cũng vui lắm, món món này là mình nấu mình ăn gấp cũng không ngon nha, nó dai là không ngon. Dạ nó nhờ nó là luôn luôn món hả? Món hả? Món hả? Nóng một béo. Cái clip mà nhóm Thù Lao mà hôm mặt dẫn Hoàng Nam đi lên đó, là hôm đó mình quay xong rồi qua ngày sau rồi up clip đó cho cả nhà. 4 giờ mình đi quay về, mình bước vô nhà thấy mẹ mình coi trên cái TV á, anh gò bự bự nè, trời nó thèm rồi, là mình mới ăn bữa trước đó. Rồi quay về sau mình thấy là mình thèm nữa, muốn về ngoại chưa được ăn. Muốn ngoại không được ăn. Ở nhà mình mà nếu mà muốn nấu á cũng dễ, tại vì do heo mình ra chợ nó có mỗi ngày, dễ kiếm. Ờ, xưa mình nấu mình đâu có nhiều gì không, cũng thiệt chứ không có thè. Nấu tiền tiếng phải ngon. Bà ngoại làm giùm nó đi. Gấp cho ngoại giùm nhờ nó đi. Hả? Ở trong gấp làm nóng quá. Nó thấy ra mấy cái giùm mà nãy chặt nó cao quá rồi. Giùm cái bàn trên đó đó. Gấp cho mà chứ cái đó nó có gan nó cảm điểm mà. Không gặp nói là. Thấy gì chứ thấy em thèm mình ăn đã. Chị gấp cho tôi, không lẽ tôi gấp lại cho chị thì trả lại hả? Trả lại. Bà Xuân đi gấp cho bà Xuân này cái móng này. Làm à, bà Xuân này làm. Thôi luôn. Thôi bà trả công qua lại. Anh ăn nè. Dạ. Anh ăn cái chuông này. Bây giờ ngon. Mình chè đó mình nấu lên cái trăm veo. Ngon nó giòn. Chắc mà thôi nó thèm nữa. Khi nào mà mẹ ăn mặt nó qua thì mình có thèm, nó qua thì nhóm Thù Lao sẽ nấu nha. Mình nấu nhờ có nước dừa cả nhà. Nước dừa nhiều á, nó ngọt thanh ngon. Nếu mà đã nhiều á, Hưng cũng nên bằng mình thèm. Hưng mở rồi. Mở không? Mở rồi. Có. Hồi nhỏ thì phải ăn thịt. Không bị mắc bớt. Ở gấp này nè, đây thịt bớt. Hồi nhỏ thì phải ăn thịt, cái chở gì lớn đủ nha. Cái lúc nào có phải ăn mấy con thịt da này nè. Phải ăn mỡ, cơm mì. Đây là cái dịnh nè. Cái dịnh cá móng. Cái này mình cũng có thể ăn với bánh mì ha. Bánh mì cũng ngon. 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 Nóng quá, nó khô trong cái nồi. Nhớ quá, nó đậm đầu. Nhớ quá, nó